Tatamo là một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xây dựng hệ thống nhà phân phối toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ hóa. Tatamo được biết đến là một doanh nghiệp hội tụ những nhân tài, được hình thành bởi 5 cổ đông sáng lập, đó là Adonis Nguyễn, Irene Hoàng, Hoàng Tùng, Cindy Hà và Hoàng Hiếu. Họ là những con người đã tạo ra doanh số khổng lồ trong ngành network marketing với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe làm đẹp tại hơn 60 quốc gia. Với slogan Live the Legacy, sống với di sản, Tatamo muốn tạo ra những sản phẩm tinh túy nhất của người Việt Nam, tạo ra những doanh nhân trí đức đủ tâm tầm tài, để lại một di sản về chất lượng đỉnh cao trong ngành chăm sóc sức khỏe làm đẹp và để lại di sản về một thế hệ doanh nhân vươn tầm thế giới. Tatamo đem đến giải pháp để bạn đẹp hơn, khỏe hơn và giàu có hơn, từ đó hạnh phúc hơn. Tatamo cung cấp các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp bên ngoài, các sản phẩm dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe từ bên trong và mô hình hệ thống kinh doanh networking dễ dàng nhân bản và lan tỏa, không bị giới hạn bởi địa lý, không gian và thời gian, xây dựng nguồn thu nhập lớn. Tatamo coi khách hàng là trọng tâm và luôn tập trung vào tiêu chí nâng cao chất lượng cuộc sống của tất cả các nhà phân phối khi hợp tác cùng Tatamo. Đến với Tatamo, các nhà phân phối luôn được thụ hưởng một chất lượng sản phẩm đỉnh cao, công nghệ tiên tiến, đa dạng sản phẩm chăm sóc bên trong và bên ngoài, tập trung vào chống lão hóa và trẻ hóa với hiệu quả nhanh, bền vững và vượt trội. Sản phẩm ra mắt đầu tiên của Tatamo là mặt nạ vàng tan chảy 24K Q-Beauty, được nghiên cứu từ bí thuật dưỡng nhan của hai vị nữ vương trong lịch sử, đó là Từ Hy Thái Hậu với bột ngọc trai để dưỡng nhan và nữ hoàng Cleopatra với vàng 24K dưỡng da, cùng với các thành phần khác như chiết xuất táo đỏ, tảo lục, dầu hạt nho. Tất cả các nguyên liệu đều được nhập khẩu từ các nước tiên tiến để tạo ra một sản phẩm mặt nạ vàng hoàn hảo, hoàn toàn không cồn, không kích ứng, phù hợp với mọi loại da. Trong một miếng mặt nạ tan chảy vàng 24K Q-Beauty có 4 công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đó là công nghệ tan chảy, công nghệ lên men, công nghệ thủy phân và công nghệ làm trắng đa chiều, đã tạo nên một sản phẩm có công dụng vượt trội, ngăn ngừa tổn thương, bảo vệ da, tăng tốc sửa chữa hàng rào bảo vệ da, kích thích sản sinh collagen xóa nhăn, trẻ hóa tức thì, dưỡng ẩm, cấp ẩm bù nước cho da, làm sáng trắng da, chống nám tàn nhang, giúp da đồng màu, tạo hiệu quả rõ rệt ngay sau lần đầu sử dụng. Một miếng mặt nạ bằng với một tháng dùng serum dưỡng da, bạn có thể sử dụng nó ở khắp mọi nơi, đặc biệt với những doanh nhân bận rộn, có thể dùng khi đánh golf, đánh tennis, khi đang lái xe, khi làm việc hay ở bất cứ nơi nào bạn muốn, vì miếng mặt nạ bám chặt vào khuôn mặt, không hề bị rơi khi hoạt động. Một sản phẩm tiếp theo mới ra mắt trong tháng 9 năm 2022, đó là sản phẩm gel AHA tẩy tế bào chết hạt vàng 24K Q-Beauty. Do môi trường, nội tiết tố và thiếu chất dẫn đến làn da trở nên khô héo, sần sùi và tăng quá trình lão hóa da. Một giải pháp Tatamo đã đưa ra là sản phẩm gel AHA tẩy tế bào chết hạt vàng 24K Q-Beauty, giúp giảm lượng tế bào chết trên da, thúc đẩy quá trình hấp thụ dưỡng chất từ những sản phẩm dưỡng da khác, đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo da, tăng sản sinh collagen cho da. Điểm khác biệt đó là gel AHA tẩy tế bào chết hạt vàng 24K Q-Beauty không chỉ làm sạch da mà còn tăng cường trẻ hóa làn da, ngăn ngừa lão hóa, làm chậm sự suy giảm collagen, giúp da trắng, sáng, mịn màng. Một sản phẩm được mong chờ nhất trong tháng 10 tới đó là sản phẩm Botox tươi dạng xịt Q-Fagym được sản xuất tại Hàn Quốc. Việc tiêm Botox làm căng da có thể gây khó chịu, đau đớn, cũng như tác dụng phụ đó là bầm tím chỗ tiêm. Vì vậy, các nhà khoa học của Tatamo đã nghiên cứu một sản phẩm có thể đưa Botox vào sâu trong da mà không cần tiêm, đồng thời có thể hấp thụ dưỡng chất một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm sử dụng công nghệ nano, tán nhỏ các thành phần có kích thước phân tử lớn, giúp đưa dưỡng chất len lỏi vào sâu bên trong lớp biểu bì, kích thích tăng sinh collagen, giảm các triệu chứng lão hóa. Với thành phần chiết xuất nhân sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo và các loại amino peptide giúp dưỡng trắng da, làm giảm dần nếp nhăn trên da, giúp làm mờ vết thâm nám, tàn nhang trên da, ngăn ngừa lão hóa da, cho da căng bóng, mịn màng, tươi trẻ hơn và an toàn với mọi loại da.
Tatamore tiên quyết đem đến những sản phẩm tốt nhất với chất lượng quốc tế, không chỉ dừng lại ở Đông Nam Á. Chỉ từ phương thức chia sẻ từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng, sản phẩm của Tatamore đã được đón nhận tại 11 quốc gia Đông Nam Á và các quốc gia khác như Dubai, Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc. Tất cả các sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền có giấy chứng nhận CGMP và các chứng nhận chất lượng quốc tế. Chỉ trong một thời gian ngắn, sản phẩm của Tatamore đã được các doanh nhân, các ca sĩ, các diễn viên ưa dùng bởi nó phù hợp với mọi loại da, đặc biệt phù hợp với người bận rộn, những người có ít thời gian chăm sóc da nhưng vẫn muốn làn da được hấp thụ dưỡng chất và trẻ hóa một cách tối ưu và nhanh chóng nhất. Một trong những điểm khác biệt vượt trội của Tatamore đó là tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số vào doanh nghiệp. Tatamore đã ứng dụng công nghệ blockchain trong việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa, chống hàng giả, hàng nhái trên toàn cầu, sử dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo để trả lời mọi câu hỏi của nhà phân phối và khách hàng. Đặc biệt, trợ lý ảo còn phục vụ cho tất cả các đối tác của Tatamore để thuận tiện cho việc kinh doanh hay việc phát triển sản phẩm. Công nghệ NFT chứng thực chức danh, tên hiệu của bạn trên toàn cầu, tránh việc giả mạo nhân hiệu cá nhân khi bạn là một nhà phân phối cấp cao của Tatamore. Đến với Tatamore, bạn có thể trở thành người tiêu dùng thông minh, dùng sản phẩm và chia sẻ sản phẩm để được sử dụng sản phẩm miễn phí. Ngoài ra, bạn có thể trở thành nhà phân phối để xây dựng tổ chức doanh nghiệp và tạo ra nguồn thu nhập lớn. Khi là nhà phân phối, bạn sẽ được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản với các giáo trình, hệ thống kinh doanh đã được chứng minh kết quả, được xây dựng nhân hiệu cá nhân với các giải thưởng trong và ngoài nước và được thưởng tiền mặt cùng với các chuyến đi du lịch 5 sao. Hơn thế nữa, bạn hoàn toàn có thể trở thành cổ đông chiến lược của Tatamore. Hãy truy cập vào website tatamore.com để bắt đầu ngay hôm nay. Tatamore, sống với di sản.